Trời ơi sao mà học hoài mà chữ nó cứ chạy đi đâu vậy nè. Chán thiệt chứ. Ê bà, nói nghe nè, dưới nhà có gì ăn không? Trời ơi phải có thực mới vừa được đạo. Đi kiếm gì ăn đi. Ừ, để tôi xuống dưới coi có gì ăn tôi đem lên cho bà nha. Ok. Ba. À không, ba nói là ba đem cam lên nè con. Ba đem cam lên cho. Trời, hẹn gì con đi kiếm. Hôm bữa tôi qua nhà bà học đó, tôi thấy thái độ của ba bà với tôi nó kỳ kỳ bà ơi. Kỳ kỳ là sao? Trời ơi sao mà học hoài mà chữ nó cứ chạy đi đâu vậy nè. Chán thiệt chứ. Ê bà, nói nghe nè, dưới nhà có gì ăn không? Trời ơi phải có thực mới vừa được đạo. Đi kiếm gì ăn đi. Ừ, để tôi xuống dưới coi có gì ăn tôi đem lên cho bà nha. Ok, vậy ăn nha. Chán quá này. Con ăn cam đi con. Chú đem cam lên cho con ăn, con có sức con học bài đó. Ăn đi con. Dạ con cảm ơn chú nha. Để đó đi lấy con ăn. Con ăn miếng cam đi, cam ngọt lắm con. Chú đem cam lên cho con để chú đút. Vậy để con tự ăn đi chú. Chú làm gì nhìn con chằm chằm vậy? Chú đâu có nhìn gì đâu, tại chú thấy con ăn cam thì chú nhìn. Cam ngọt, sao đâu con cứ ăn đi. Chú mày ăn đi con. Nè chú đừng đụng chạm vô người con nữa. Chú đụng nữa, con la lên con Linh nó biết đó. Cái gì? Chú nói chú đâu có đụng chạm gì con đâu. Ý con muốn nói là chú đụng vô người con, chú đụng vô giày là con la lên cho con Linh nó biết hả? Con la đi, con la lớn lên đi, con la cho cả xóm này biết đi. Chú nói cho con biết, trong cái xóm này á, chú là người đàng hoàng tử tế nhất trong xóm này. Và đối với con Linh á, trong con mắt của con Linh á, chú là người cha. Chú là người cha gương mẫu, mẫu mực mà nó tôn thờ, nó kính yêu nhất, con biết không? La đi, la lên. Ủa? Đi con. Ba. À không, ba nói là ba đem cam lên nè con. Ba đem cam lên cho. Trời, hẹn gì con đi kiếm. Thôi, hai đứa ăn cam đi nha. Dạ, con cảm ơn ba. Bà thấy ba tôi chu đáo chưa? Ê, ba sao vậy? Thôi không có gì đâu, mình học tiếp đi. Ủa? Bữa giờ sao bà không qua nhà tôi học vậy? Hay là bà còn giận ba tôi hay gì hả? Đâu có đâu. Không có gì chứ sao bữa giờ bà rủ tôi ra công viên học vậy? Trời đất ơi, vừa nắng nóng, vừa ồn, vừa mất tập trung nữa. Thì lâu lâu mình cũng phải đổi chỗ cho nó mới lạ chứ. Thôi ráng đi, bữa sau tôi qua nhà bà tôi học tiếp ha. Ý? Ê, ba tôi mới mua cái máy chiếu phim ở nhà. Máy chiếu phim? Ủa, sao tự nhiên mua máy chiếu chi vậy? Thì ba tôi nói là nếu mà mua máy chiếu á thì mình coi phim trên đó sẽ sướng hơn trên tivi nhiều. Công nhận ba tôi nha, đúng là một người để phải gọi là người soái ca tổng tài trong truyền thuyết luôn. Trời đất ơi, vừa tài giỏi này, vừa yêu thương gia đình nè. Sau này nha mà lấy chồng tôi phải lấy một cái người chồng giống như ba tôi mới được. Hoàn hảo gì đâu luôn. Ê bà, tôi có cái này tôi nói với bà nè. Hôm bữa tôi qua nhà bà học đó, tôi thấy thái độ của ba bà với tôi nó kỳ kỳ bà ơi. Kỳ kỳ là sao? Thì là ba bà nhìn tôi mà nhìn hoài luôn. Ý bà là nói ba tôi có ý đồ xấu với bà hả? Trời đất ơi, bà đừng nghĩ bà là hot girl cho nên ai cũng nhòm ngó nha. Không phải, nhưng mà tôi nói thiệt đó. Ba tôi là người đàng hoàng nhất trong những người đàng hoàng trên trái đất này. Bà đừng có gieo tiếng ác cho ba tôi rồi nha. Nè, thấy chưa? Ba tôi kêu là rủ bà về nhà học kìa. Đó, bà thấy chưa? Nè, ba tôi nói là về nhà học đi, xong rồi tới giờ giải lao thì mở máy chiếu coi phim. Bà thấy ba tôi thương tôi với bà chưa? Mà bà còn nói gì đâu không à? Thì không có thì thôi. Ê, hay là lát cái về nhà tôi đi, xong rồi mình học bài xong cái mình mở hàng một bộ luôn. Thôi bà, hay để bữa khác đi. Tự nhiên giờ tôi thấy hơi mệt đó. Mệt gì, hồi nãy bà còn rủ tôi đi mua sắm mà. Thì hồi nãy khác, bây giờ khác. Bây giờ nắng quá, tôi bị nhức đầu. Thì thôi. Alo, tôi nghe nè, tôi chuẩn bị qua đó. Tôi đang bị kẹt xe, chắc là tôi về trễ một chút. Nhưng mà có ba tuổi nhà á. Nói với ba tôi là bà chuẩn bị qua học nhóm rồi, nên là bà tôi về trước nha. Tôi biết rồi. Nếu bây giờ mình qua đó, có ba nó ở nhà, ông sẽ biết là chỉ có hai người. Thế nào ông sẽ giở trò đồi bại với mình. Giờ làm sao đây ta? Thôi được rồi, mình phải nhân cơ hội này dạy cho ổng một bài học mới được. Làm cái gì mà lâu ghê ta. Nó tới mà nãy giờ chờ hoài. Mất hứng hết. À, cái con bé này nó cũng ghê gớm lắm nha. Nó muốn tạo cái bất ngờ cho mình nè. Được, tạo bất ngờ, tao sẽ tạo lại cho mày cái bất ngờ. Tới rồi đúng không? Tới rồi thì vô đi. Tới tụi đã chờ hơi lâu đó nha. Tới đây nha. À, trời ơi, có lỗi trời vậy. Con, sao con nói là con đi học cả buổi mà? Là con đó. Con cố tình để Linh về rồi con mới vô đây. Tại vì con nghi ngờ chú, kiểu gì cũng giở trò đồi bại với con mà. Con... Linh, tôi xin lỗi bà nha. Tôi biết là tôi làm như vậy á là bà sẽ tổn thương nhiều lắm. Nhưng mà tôi mong bà hiểu cho tôi. Linh... Ba xin lỗi con. Ba... Còn chú nữa. Chú có biết trong mắt con Linh, lúc nào nó cũng coi chú là một người ba mẫu mực, đáng tự hào, đáng ngưỡng mộ không? Vậy mà chú lại làm như vậy. Chú tự suy nghĩ lại hành vi của mình đi. Chú xin lỗi con. Ba xin lỗi con. Linh, ba... Con tức giận gì bà quá mà. Linh